Thưa quý vị, Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 6 được Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức với chủ đề là Yoga From Home, Yoga ở nhà. Chương trình đặc biệt để chào mừng sự kiện này được tổ chức tại Bình Dương. Ghi nhận Ngày hội Quốc tế Yoga, chúng ta sẽ cùng theo dõi nhé. Năm 2014, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố ngày 21 tháng 6 là Ngày Quốc tế Yoga. Từ đó đến nay, tại Việt Nam, nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức hàng năm chào mừng sự kiện này. Là một trong những địa phương có phong trào tập luyện bộ môn yoga phát triển nhanh và mạnh trên cả nước, 5 năm qua, Yoga Bình Dương đều có những chương trình thiết thực trong Ngày Quốc tế Yoga. Năm nay, đó là lớp học yoga ngoài trời, chương trình do Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ phối hợp với Trung tâm V-Yoga World tổ chức tại Trung tâm Thương mại BKMS và Minh Sáng Plaza, thu hút hơn 100 hội viên tham gia. Đến dự Ngày hội Quốc tế Yoga tại Bình Dương năm 2020, ông Sunil Babu, quyền Tổng lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá cao phong trào yoga tại Bình Dương nói riêng và tại Việt Nam nói chung. Tôi rất vui được tham dự chương trình hôm nay tại Bình Dương. Bộ môn yoga đang ngày càng được yêu thích và phát triển tại Việt Nam. Điều này không chỉ mang ý nghĩa trong việc giúp mọi người rèn luyện sức khỏe, mà còn góp phần kết nối, thúc đẩy tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Ấn Độ ngày càng bền chặt. Yoga nó là một cái ngôn ngữ không lời vậy đó, nó có thể kết nối được giữa người với người với nhau. Và những cái người mà tập yoga thì thường người ta sẽ nhìn, có thể là mình bạn không có nói nhiều với nhau, nhưng mà trong cái quá trình mình tập đó, mình có cái sự rất là ôn hòa, cái sự thanh bình đó, của cái yoga nó làm cho con người mình nó rất là ôn hòa. Cho nên là tôi thấy cái lợi ích của yoga là như vậy, và gắn kết giữa người với người với nhau. Thì qua cái việc yoga này thì tôi thấy cái tình hữu nghị với Việt Nam Ấn Độ là rất là bền chặt, tôi nghĩ là sẽ là bền chặt hơn nữa. Yoga là một món quà vô giá của truyền thống Ấn Độ cổ đại. Nó thể hiện sự thống nhất giữa tâm và thân, giữa suy nghĩ và hành động, giữa tự chủ và hoàn thiện, thể hiện sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên, là phương pháp toàn diện cho sức khỏe và an lạc. Lớp học yoga ngoài trời chào mừng Ngày Quốc tế Yoga diễn ra dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên Ấn Độ giàu kinh nghiệm của Trung tâm V-Yoga World, với hy vọng truyền tải thông điệp sức khỏe từ yoga đến với tất cả mọi người, qua đó khuyến khích ngày càng nhiều người đến với yoga để có một cơ thể khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn.